chúng ta còn rất nhiều thí sinh đang chờ đợi ở phòng chờ và hy vọng rằng kết quả sẽ có gì đó thay đổi. Bởi vì ngày hôm nay Ngọc Diệp có vinh dự đứng kế bên một nghệ sĩ tài năng là thần tượng của Ngọc Diệp. Sáng nay muốn chia sẻ đến quý vị khán giả, nghe nói là con đường nghệ thuật của anh Trường Giang ở thời điểm đầu khá là gian truân. Vậy thì lúc đó có ai ở bên cạnh anh để chia sẻ những tháng ngày khó khăn đó không? Trường Giang đến thời điểm này là rất may mắn. Cái lần đầu tiên mà diễn sân khấu chuyên nghiệp là diễn một cái vở kịch mà trong đó anh Hoài Linh là đóng vai chính. Trường Giang chỉ bước ra nói đúng một câu xong bước vô. Chưa bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ được đi đóng kịch chung với anh Linh. Chứ không phải là ước mơ nha, chưa bao giờ nghĩ luôn. Lúc đó là bắt đầu đi diễn nhiều với anh Linh rồi. Thì lúc đó sau đó nói chuyện anh Linh rồi gọi điện thoại rồi. Mà thường thường mỗi lần gọi điện thoại hay là nói chuyện anh Linh thì anh cũng hay nói trước không à. Thất tình nữa hả mày? Lo làm không lo, yêu thàm chí. Thưa quý vị, là cuộc đời nhiều khi nó đến mà mình nghĩ là ô, như một giấc mơ. Như một giấc mơ cũng chính là tựa đề của một tiết mục tiếp theo mà thí sinh sau đây xin được gửi đến quý vị khán giả. Đó chính là Thủy Tiên. Em thứ nhất là chị Thùy Chi, khi mà nghe giọng ca của chị ý, em cảm thấy thật sự là bình yên. Cái thế giới của mình đã khác hẳn, tách biệt riêng với thế giới bên ngoài, như một thiên thần, mà không biết là thiên thần béo thì có làm sao không nữa. Bài nhảy của mình tuần này mang cảm xúc buồn, mình hy vọng hơn nữa là sẽ khóc theo bản nhạc đó. Chính vì thế là cần những động tác rất là chậm, những cái động tác làm sóng hay là cái động tác mà mình phải co chân cùng lâm hay là duỗi ra duỗi vào thì nhiều khi là bị chệch nhịp, thì có thể là mình sẽ dẫm vào lâm. Anh Tân và Lâm luôn luôn la mình, nhiều lúc thật sự mình cảm giác rất là khó khăn. Khi tập bài, mỗi lần tập xong rồi làm sai á, cứ đứng ngơ ra nhìn. Xong mà kêu làm tiếp, không chịu làm tiếp. Là một cái đam mê rất là mãnh liệt của Tiên. Đó là ngủ rất là nhiều, ăn, rồi sao ngủ liền. Rồi lúc tập có thời gian rảnh cũng ngủ. To nào quý vị ơi. Bây giờ anh sẽ hỏi Thủy Tiên một điều nha. Em trả lời thật lòng nha. Tiên rất cảm xúc. Có phải vì Tiên đã nghĩ rằng nó giống với mối tình của Tiên đã từng xảy ra không? Thật ra thì khi bước vào chương trình này, Em xác định là em sẽ quên tất cả mọi chuyện và em hướng đến tương lai. Nhưng mà khi mà cảm xúc bài này vào thì cứ giữ cảm xúc cho riêng mình. Bây giờ sẽ là những ý kiến của giám khảo Hoài Linh. Các bạn lúc nào cũng dễ thương trong mắt tôi.
cái quá trình của các bạn ngay từ cái buổi đầu bước vào cho tới bây giờ, thì hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được cái ánh mắt của Sơn Lâm có chút giận hờn đối với cô gái mà em đang đứng cạnh, đó là Thủy Tiên. Và tất cả những ánh mắt mà ngay từ buổi đầu cho tới bây giờ thì đều là những ánh mắt rất là âu yếm. Nó dành cho nhau một cái tình cảm bạn bè rất là thân. Ở ngoài cuộc thi này, tôi vẫn cứ khen Sơn Lâm là một người bạn diễn có trách nhiệm. Chỉ cần trong cái ánh mắt của em nhìn người bạn diễn thôi, nó cũng đủ đẩy được cái cảm xúc cho người bạn diễn của mình. Ngày hôm nay anh mới thấy ánh mắt giận hờn của em, gương mặt giận dữ của em nó như thế nào. Nhưng mà cái bài này đó, nó cũng có một cái đoạn là khi mà cô này nằm mơ vật vã này, em lại trở về an ủi cô này, và cuối cùng em cũng lại bước đi và cô ấy chỉ là mơ. Tôi thấy hai em quá là dễ thương, thì cứ như vậy đi nhé. Hãy cố gắng hỗ trợ nhau, cố gắng giúp đỡ nhau trong cuộc thi này, và khi bước ra khỏi cuộc thi ráng cố gắng giữ cái tình cảm bạn bè như thế này. Mặc dù là ở hai miền Nam Bắc, nhưng mà anh nghĩ là các em vẫn gần được với nhau trong những sự chia sẻ, những cái buồn vui ở trong cái cuộc sống. Còn về cái bài biểu diễn của các em hôm nay thì nó có một cái riêng, đó là các em tạo khá nhiều cái bất ngờ cho chúng tôi. Cái bài này thì cảm ơn Ngọc Tân đã dựng cái bài này rất là dễ thương, và tôi cho bài này ngày hôm nay các bạn làm khá là thành công. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh John Huy ạ. Đúng rồi, cái bài này nó cũng có cái sự dễ thương. Và một cái là chúng tôi rất là quen, và chừng nào Tiên, chừng nào em lên sân khấu thì mình quen mấy cái câu chuyện vui và hài hước đó. Lúc em mới bước lên sân khấu, anh thấy em xúc động rồi, và anh rất là lo lắng, vì nếu mà em không có kiểm soát cái điều đó được, nó sẽ ảnh hưởng về cái bài của em. Nhưng anh thấy cái sự xúc động của em trong cái bài này, nó giúp cái bài này rất là nhiều. Và bài này đối với mấy cái bài trước rất là khó, quá khó luôn. Và em thể hiện cái bài này rất tốt. Mấy cái động tác em làm nó rõ và sạch sẽ. Cái phần mình diễn xuất trong cái bài này rất là đầy đủ. Kỹ thuật khó, bưng bê, em có bê đỡ. Và Sơn Lâm có làm một cái động tác bưng lên và quay nhiều. Và lúc đó anh sợ nếu mà xoay nhiều quá thì nếu mà em xuống. Và lúc đó nó rất là mượt. Nguyên cái bài này đầu đến cuối mượt. Anh cũng... bất ngờ. Có wow không? Có wow không? Có thể... Wow nhẹ. Là lúc đó, tại lúc đó là hơi không phải là một cái wow như vậy, mà một cái wow ở trong. Tại lúc đó là anh xem anh hơi lo lắng, vì cái khách tụi em thể hiện nó nhìn rất là thật, hơi sợ luôn. Và cái cơ thể của anh cũng căng nguyên bài. Anh lúc tụi em sau anh cũng là Wow. Yeah. Xin cảm ơn anh Trần Huy Trường. Mà anh Đàm Minh Hưng ạ. Các bạn đã chọn một cái màu sắc gần giống với một tiết mục ở phía trước đó, là cách nhảy đương đại, cảm xúc cũng được dàn trải từ đầu đến cuối bài. Về Sơn Lâm thì tôi nghĩ chắc là khó khen cũng dư thừa. Tất cả cái động tác của em nó rất là thoát, nó biểu cảm được đúng tinh thần của một cái người, cái nhân vật ở trong bài thi. Về bé Thủy Tiên, em đã cố gắng những động tác nằm bật dậy là đối với rất khó với một người có cơ thể như em. Em vẫn làm một cách rất là nhẹ nhàng. Tôi có chút bất ngờ, và tôi nghĩ là khán giả cũng bất ngờ, vì các bạn đã đánh lừa mọi người ngay bước đầu tiên khi mà em bê Sơn Lâm lên, chứ không phải là Sơn Lâm bê em. Mà nó hoàn toàn hợp lý luôn. Cái hình ảnh Sơn Lâm mỏng dánh, được một cái nữ thần khổng lồ bưng lên rất nhẹ như một cánh chim, rất dễ thương. Sau đó thì em lại là người xoay Thủy Tiên đấy 4-5 vòng rất là khó, và đặt xuống cũng rất ngay nhịp, không có bị trật, không bị loạn choạng. Tôi vẫn thực sự vẫn trông chờ một cái sự bùng nổ thật lớn hơn nữa trong cái bài thi này. Nếu được thì tôi vẫn mong một cái sự sáng tạo, một cái gì cao trào hơn nữa dành cho Thủy Tiên. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Và sau đây là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Tại thực sự cái này là lúc nãy là mình không có wow lớn, tại cái này là một cái wow rất là im lặng, một cái wow trong lòng.
Và cái wow này là 10 điểm. Wow! Ồ! Bây giờ cái wow này wow! 10 điểm. Giám khảo Hoài Linh. Khi tôi xuống bút, Johnny liếc qua, gật đầu nhẹ cái. Tôi không có hỏi anh ấy nha. Anh nhìn, anh tự liếc qua xong anh gật đầu. Chứ tôi không hỏi anh. Và số điểm tôi cũng ghi cho các bạn là 10 điểm. Wow! Xin mời nào Minh Hưng ạ. À, tôi thì vẫn còn trông chờ một cái gì đó ghê gớm hơn một chút xíu để thỏa đáng tôi hơn. Cho nên là... Mấy điểm? Tôi nghĩ là với con số mà tôi đưa ra cộng với hai vị giám khảo này, chắc chắn là các bạn sẽ là người dẫn đầu rồi đấy. Cho nên là dù cao hơn hay là thấp hơn một chút xíu, tôi chắc chắn nói đại cho rồi đi, tôi biết mấy rồi mà. Vâng. Anh Linh, cái điểm của Hưng á, không có làm cho các bạn chủ quan, mà các bạn sẽ tìm một cái gì đó nó bật hơn nữa, tôi cho bạn 9 điểm. Xin cảm ơn anh Đại Minh Hưng. Vâng. Nếu nói về vấn đề chủ quan thì đối riêng với cặp này tôi chưa thấy lúc nào các bạn ấy chủ quan cả. Và khi tặng các bạn cái điểm này rồi, tôi đã nói trước rồi, các bạn lúc nào cũng phải cố gắng hơn nữa. Và cái sự lo lắng cho nhau đó, Sơn Lâm em có thể giúp cho Tiên ngày càng nỗ lực hơn để cho bạn ấy có cái thành quả tốt hơn. Điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Sơn Lâm và Thủy Tiên là 9,7 điểm. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ xin mời bước lên cần. Cân nặng cũ của Thủy Tiên là 103,9 cân và cân nặng mới 101,5 cân. Bạn giảm được 2,4 cân, tương đương 2,3%. Tổng điểm của Thủy Tiên là 12 điểm. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn Thủy Tiên. Tính đến thời điểm này, Thủy Tiên là cao nhất và thấp nhất. Đó chính là anh Kiệt